muốn hỏi mọi người, có ai biết một người tên là Thu Vũ Hào không? Có ai biết không vậy? Phải rồi. Ngài Trung tá, tôi muốn báo cáo. Đồn trưởng, tôi biết một người, nhưng tôi không dám chắc có phải là Thu Vũ Hào hay không. Là ai? Con rể của tôi, Lưu Tam Nhi. Chuyện đó, con tôi bị Lưu Tam Nhi dẫn đi luôn rồi. Ngài xem con ngu đó, tới bây giờ vẫn chưa quên chồng, con vẫn còn bỏ trốn, tức chết đi được mà. Lưu Tam Nhi với con gái của bà đúng là tình sâu nghĩa nặng. Tôi hỏi bà, con rể của bà Lưu Tam Nhi cũng chính là Thu Vũ Hào, rốt cuộc là hắn đang ở đâu? Tôi không biết. Bà ơi, bà ơi, bà ơi, kẻ biết không báo, giết không tha. Bà ơi, đừng bắn, mọi người đừng bắn, đừng bắn. Bà ơi, trung tá, họ đều là dân lành, đều là người già và trẻ con, tại sao phải giết họ chứ? Họ vô tội mà. Phim được dịch Thuyết Minh và lồng tiếng tại Phim TV. Khoan đã, tên quỷ Nhật, hôm nay tao sẽ liều mạng với mày. Mày đúng là cái đồ súc sinh. Ba, 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 ba. Ba. Ông Uông, ông Uông. Chị ơi, cứu em với. Chị ơi, anh Nam. Chị ơi, cứu em với. Anh Nam. Chị ơi, chị đang ở đâu? Anh Nam. Chị ơi, báo cáo trung tá, bắt được một đứa trẻ. Cứu em với. Chị đang ở đâu vậy? Mau cứu em. Anh Nam. Anh Nam. Phim được dịch Thuyết Minh và lồng tiếng tại Phim TV. Giết hết đi. Giết hết đi. Đừng bắn, đừng bắn, trung tá. Trung tá, bọn họ thật sự là dân thường. Cho dù Thu Vũ Hào thật sự quay lại, thì những người này cũng không biết Lưu Tam là Thu Vũ Hào. Quan trọng sao? Trung tá, đồn gấu đen này là mô hình kiểu mẫu cho ngài đích thân xây dựng. Trong thôn này có rất là nhiều người nhà của quân phòng bị. Ngài trung tá, tôi xin ngài hãy nghĩ tới đại nghiệp thịnh vượng. Anh nhắc nhở cũng rất đúng, anh Châu. Xém nữa là tôi quên rồi.
Cậu bé, qua đây. Chúng ta chụp chung một tấm hình đi được không? Đại Đông Á thịnh vượng vạn tuế. Ba, mẹ, con không kịp chuẩn bị quan tài, phải để cho hai người trực tiếp nhập thổ. Khổ cho hai người rồi. Thầy Tô à, chết bao nhiêu người, không lẽ quan uổng vậy sao? Phải đó thầy Tô à, không lẽ chết quan uổng vậy sao? Không đâu, tuyệt đối không đâu. Ai muốn trả thù, về nhà lấy đồ, đi theo tôi. Mau, 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 mau lên. Anh bị mù rồi hay sao vậy? Dính giày tôi rồi. Tôi không cố ý mà. Anh có muốn bị đánh hay không? Đánh, đánh. Đội trưởng, đội trưởng à, bên kia đánh nhau rồi. Đánh nhau, đánh. Đánh nhau, cái gì? Qua đó xem đi, rõ. Làm gì đó? Họ gọi tôi tới. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Kim TV. Lên, lên, đánh. Sao rồi? Theo tôi. Đi. Bên đó là kho, nhà kho. Qua đây. Tôi qua đó xem. Mau lên.
Đại Hải, đi làm việc đi. Mọi người cũng đã biết, hôm qua quỷ Nhật đã tàn sát thôn đồn Gấu Đen. Ba tôi, mẹ tôi đều chết trong tay của chúng. Đồn Gấu Đen của chúng ta có thể coi như đã kết thù sâu với bọn quỷ. Hôm nay chúng ta làm như vậy là để lũ quỷ Nhật biết rằng người trong đồn mình có thù tất báo. Người Trung Quốc không dễ bắt nạt. Đông Bắc cũng không phải của Nhật Bản. Đông Bắc không phải của Nhật Bản. Đông Bắc không phải của Nhật Bản. Anh em, hôm nay giết nhiều quỷ Nhật, không thể ở lại mỏ than Tây Sơn nữa, liên lụy mọi người mất việc. Đại Hải xin lỗi mọi người. Các anh em, quỷ Nhật tàn phá đồn Gấu Đen chúng ta, bà con làng xóm xung quanh có chỗ nào không bị chúng hại? Bây giờ khắp nơi đều là bọn quỷ, ngay cả đồn Gấu Đen cũng không ở được. Mọi người nghĩ chúng ta có thể đi đâu? Đúng vậy, đi đâu bây giờ? Nói rất phải. Không đuổi người Nhật đi, không có ngày nào chúng ta được yên. Các anh em, bây giờ chúng ta đã có súng trong tay. Nếu như thành lập đội du kích, quỷ Nhật còn dám hoành hành không? Cho nên chỉ cần thành lập đội du kích ở cách tiết thì có thể đánh đuổi quỷ Nhật, đúng không? Phải. Các anh em tham gia đội du kích cách tiết, cùng nhau đánh quỷ Nhật, cùng nhau đánh quỷ Nhật. Tham gia đội du kích, tham gia đội du kích. Các anh em đem hết đồ trong này ra trước. Đi thôi anh em, nhanh lên. Xong hết rồi. Lưu Tam, sao chưa thấy quân tiếp viện tới? Các anh em, nếu không đi thì không kịp nữa đâu. Đi thôi. Được rồi, đi thôi, mau lên. Khoan đã, đợi thêm chút đi. Đại Hải, mỏ than Tây Sơn, chúng kia rồi. Mau quay lại đi. Đi, rút thôi, mau lên. Chạy đi. Ai cho cậu nổ súng? Nhiệm vụ của chúng ta là giữ chân chúng mà. Rõ. Có súng rồi anh em. Đi thôi, đừng ra đó. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Chúng ta bị lộ rồi. Một đám ngu ngốc, đến súng cũng không biết bắn. Canh chừng bọn chúng, không để chúng chạy thoát. Đợi quân tiếp viện tới, đám heo bò này coi như xong. Lên. Lên. Đi thôi. Đi. Ở trên núi. Đi. Làm cái gì vậy? Tôi nói rồi mà, cứ gặp là giết. Anh nhất quyết không nghe. Bây giờ bọn Nhật tới rồi. Nghe đi, anh vừa mới gia nhập đội du kích, phải nghe lời của tôi. Các anh em, không có lệnh của tôi không ai được ra đó. Đợi tôi ở đây. Lão Bác, Tiểu Bạch Long, chị, mọi người tới làm gì? Đám người Thu Vũ Hào sao rồi? Bọn Nhật tới sợ cảnh sát, chặn mỏ hỏi trong mỏ than rồi. Đại đương gia, xem ra chúng ta tới vừa kịp lúc. Tên Thu Vũ Hào này quả thật dự liệu như thần. Chả trách anh ta lại ngang ngược như vậy. Biết trước là chị sẽ tới cứu anh ta. Anh ta mà giỏi giang như vậy, chắc hẳn sẽ biết được khi nào chúng ta sẽ tới đó. Nhất Trận Phong, tôi biết là cô đã tới. Nếu như đã tới thì đừng chỉ dương mắt lên nhìn, mau ra tay đi. Tên Thu Vũ Hào này càng lúc càng ghê gớm thật đó. Anh ta vẫn biết là chúng ta đang theo sát anh ấy. Nhất Trận Phong, tôi cho cô hay. Tôi đã chuẩn bị một món quà cho cô, mau tới nhận quà. Đừng có chần chờ nữa. Cô mà còn lề mề, quân tiếp viện của bọn Nhật sẽ xông lên đó. Lưu Tam, lúc nào rồi anh còn diễn kịch vậy? Bọn Nhật nghe hiểu tiếng Trung đâu. Ba người ở lại đi. Các anh em, đi theo tôi. Cẩn thận đó. Chị,
Anh, Lệ Nhất Trường Phong thật sao? Cô ấy cũng biết bọn Nhật có đồ ngon mà. Đại Hải, còn ngây người ra làm gì? Các anh em, lên! Lên, lên! Đại đương gia, cô đến rất là kịp thời. Anh tặng cho tôi món quà lớn, tôi nào không dám nhận, ai cũng có phần. Các anh em, thu dọn chiến trường đi. Được rồi. Làm gì vậy? Anh nghĩ làm gì vậy? Khẩu súng này tôi lấy trước mà. Quên là canh vừa bị mắc kẹt ở trong mỏ than sao? Ai bị mắc kẹt chứ? Bị mù à? Dương Đại Hải, sao vậy? Nếu không phải chúng tôi tới kịp thời, anh sớm đã bị bọn Nhật giết chết rồi. Các anh mù rồi sao? Các anh nhìn thấy tôi trong mỏ than sao? Chỉ là một khẩu súng thôi mà. Ông đây tay không cũng cướp được mười mấy khẩu súng đó. Cho các anh hết á. Dương Đại Hải, anh dân giáo làm cái gì vậy? Xấu tính vậy mà cũng ở trong đội du kích được hay sao? Có biết đang nói chuyện với ai không? Lão bác. Cái gì? Thu dọn chiến trường đi. Mỏ than Tây Sơn. Đã có việc gì? Báo cáo trung tá, nhà kho đã bị đội du kích cướp sạch rồi. Đã liên lạc được với Inokuchi chưa? Vẫn đang liên lạc, chưa có tín hiệu. Tiếp tục liên lạc đi. Rõ. Các anh em, lên, nào, uống đi. Nào, uống đi, phải đó. Ngon lắm. Chị dâu, cô bé sao rồi? Vẫn còn sốt. Không sao, mau ăn đi. Rồi đi ngủ một giấc là khỏe lại thôi. Tôi nói vài lời được không? Hôm nay chúng ta đánh thắng trận, rất đáng đang mừng. Không chỉ có vậy, chúng ta còn chiếm được một lô vũ khí. Lần này đều nhờ có Thu Vũ Hào tay không tức sắt, trấn áp được bọn Nhật ở mỏ than, lại còn cướp đi tất cả nhà kho của bọn chúng. Nào, nâng ly chúc mừng. Nào, lên. Tôi nói một câu, nếu như không có sự trợ giúp đắc lực của các anh em ở đây, Thu Vũ Hào tôi không là cái thá gì. Chén rượu này tôi cảm ơn mọi người. Cạn. Nào, cạn. Ngon lắm. Rượu ngon. Dương Đại Hải. Đại Hải, chỉ ăn thôi đâu có được. Uống một chén đi. Ngày hôm nay anh làm rất tốt. Nhưng mà Thu Vũ Hào, anh cũng rất là khá. Trận đánh với bọn Nhật lần này vừa quyết liệt lại vừa thông minh. Nói một câu thật lòng, đại đương gia cô, nếu như hôm nay không có cô đích thần tác chiến, tôi không thể thành công được. Sớm đã bị lũ Nhật làm thịt ngay ở đó rồi. Chén rượu này mượn qua kính Phật, kính cô một chén. Nào, nào, lão bác, lên, lên, đầy chén.
Nào, tiếp đi. Chi bằng sau này cứ ở lại sơn trại, chúng ta cơm no rượu say, không phải lo nghĩ, cùng nhau đánh đuổi lũ Nhật sẽ vui biết bao, có phải không? Đúng đó, chúng ta có phải là thổ phỉ đâu. Tự chúng ta sẽ đánh đuổi được bọn Nhật thôi. Đại Hải, Đại Đương gia, ý tốt của cô tôi xin nhận. Có điều, được, tôi không cưỡng cầu. Nào, uống rượu. Nào, 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 uống rượu. Nào, lão bác, nào, uống đi. Nè mập, được, đổ đầy đi. Các vị, Thu Vũ Hào tôi xin nói một lời. Hôm nay là ngày đầu tiên thành lập đội du kích cách tiết của chúng ta. Chúng ta bắt đầu từ con số 0 đến ngày hôm nay là nhờ vào điều gì? Chính là nhờ vào niềm tin của những con người của đảng cách mạng chúng ta. Các anh em, hôm nay chúng ta có thể được ngồi ở đây ăn thịt, uống rượu, có nghĩa là giữa chúng ta đã có duyên phận. Cho nên, Đại Đương gia, tôi muốn từ hôm nay trở đi, mọi người chúc Thu Vũ Hào một chén đi, uống rượu. Lên. Dù sao hôm nay cũng là ngày thành lập đội du kích cách tiết của các anh, vậy nên tôi cũng tặng cho các anh một món quà mừng. Chỉ cần là thứ Tuyết Qua Trại có thể lấy được, các anh cứ việc chọn. Không nói đùa chứ, lời của Nhất Trận Phong tôi nhất ngôn cửu đỉnh. Hay, tôi tin lời mà Đại Đương gia nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu như tôi nhớ không lầm, hôm nay lũ Nhật đã tới tặng cho chúng ta 13 khẩu súng trường Arisaka 38, 3 khẩu súng phóng lựu, còn có 30 quả lựu đạn nữa, phải không? Được rồi, Thu Vũ Hào, anh nhớ kỹ thật đó. Nếu Đại Đương gia đã hào sảng như vậy, tất nhiên là tôi chỉ muốn khẩu súng của ta đeo bên hông trái thôi. Dương Đại Hải, Đại Đương gia vừa nói gì? Anh uống say rồi phải không? Tôi chưa say, tôi chỉ mới uống có một chút thôi. Cô ta chẳng phải nói nhất ngôn cửu đỉnh sao? Chúng tôi thích thứ gì có thể lấy được cho chúng tôi, cô đều cho, phải không? Có đúng không? Đại Hải, Đại Hải, tôi chỉ thích khẩu súng cô ta đeo bên hông. Dương Đại Hải, vậy anh có muốn tôi không? Không muốn cho phải không? Không muốn cho thì đừng có nói cho sướng miệng. Sao lại vậy được? Nè Đại Hải, Đại Đương gia chúng tôi vốn là muốn tặng cho các anh mười mấy khẩu súng, còn lo các anh ngại mới hỏi các anh muốn gì. Cậu ấy say rồi. Đại Đương gia, tôi, Lão Bác, Bạch Long, chẳng phải chỉ là một khẩu súng thôi sao? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại chị. Chị, khẩu súng này là lão trại chủ để lại cho chị mà. Đại Hải, anh mà động đến khẩu súng này, có tin tôi trở mặt với anh không? Đừng quậy nữa. Tôi động đến rồi đó. Anh đá tôi ra khỏi đội du kích đi. Cũng chỉ là một đội du kích vừa mới thành lập thôi mà. Nãy còn ngồi chung một hội với đám thổ phỉ, có thể đánh được ai đây? Không có các người tôi vẫn đánh được bọn chúng. Đại Hải, nói vậy mà được sao? Anh Tử, Tiểu Vũ, Đại Hải nhất định là uống say rồi. Đại Đương gia, cô đừng chấp nhặt trên đấy. Anh ấy uống say rồi, quân tử không lấy những thứ người khác yêu thích. Đại Đương gia, Đại Đương gia, Đại Đương gia, Đại Đương gia,
Mở tiệc chúc mừng, sao không để tôi tham gia cùng? Sao bây giờ mới tới vậy? Ngồi đi. Đại đương gia, đoán xem tôi đem thứ gì cho cô. Mau đem vào đi. Máy đo mực nước. Món đồ chơi này là máy đo mực nước à? Đây là công cụ phát quà bản đồ. Phát quà cái quái gì? Tôi nói cô nghe, hôm nay đám Nhật Bản đó bị tôi quay vòng vòng nguyên một ngày trong rừng, không tìm thấy mặt trời luôn. Xem ra bọn Nhật thật sự là muốn vẽ lại bản đồ của khu rừng. Chỉ dựa vào món đồ chơi này mà muốn vẽ bản đồ sao? Ra khỏi rừng được là may mắn lắm rồi. Nhất định không được bất cẩn. Có món đồ chơi này là có thể đo được độ sâu của rừng, có địa thế ra sao, còn có thể vẽ được tất cả phạm vi xung quanh. Nếu để bọn chúng vẽ được bản đồ khu rừng, chúng ta sẽ không còn ưu thế về địa hình nữa. Không còn ưu thế thì sao? Sợ cái quái gì? Thu Vũ Hào, gan của cậu nhỏ như vậy mà vẫn có gan thành lập đội du kích hay sao hả? Nè Tam Đương Gia, các vị, các vị trong lòng của Thu Vũ Hào tôi đều là hảo hán, đều là anh hùng. Nhưng tôi nói một câu thật lòng, công bằng mà nói, quân chính quy của bọn Nhật không thể coi thường được. Với thực lực hiện tại của chúng ta, chỉ có thể đối mặt với chúng ở trong rừng. Nếu đổi lại là đất trống thì đã bị bọn chúng tóm gọn rồi, chúng ta không còn chỗ dung thân nữa. Thu Vũ Hào, cậu sợ? Ông đây không có sợ. Đại đương gia, mấy ngày nay Thu Vũ Hào tôi đã làm phiền nhiều rồi. Cảm ơn cô đã chăm sóc gia đình chúng tôi. Chén rượu này tôi xin uống. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây. Nhưng trước khi rời đi, tôi phải nói một câu này. Những lời tôi vừa nói nhất định phải để tâm, nhất định không được sơ ý. Dương Đại Hải, sao anh cứng đầu như vậy? Không lẽ muốn tôi quỳ xuống xin cô ta tha cho sao? Đầu của Nhất Trần Phong bị lừa đá rồi sao vậy? Anh mới là đồ con lừa đó. Nè Lưu Tam, được. Lưu Tam, anh tài giỏi thật. Anh giỏi hơn tôi rồi. Anh có giỏi thì bắn chết tôi đi. Tôi thực sự muốn bắn một phát kích liễu anh. Dương Đại Hải, anh chính là như vậy. Anh không có chút nghĩa khí. Nếu như anh thắng thì anh làm vua, nếu như anh thua thì anh làm giặc. Người Nhật mà cũng ngu ngốc như anh thì làm sao có thể chiếm được ba tỉnh phía Tây? Dương Đại Hải, sau này đừng hành sự theo cảm xúc nữa. Anh không còn trẻ nên làm gì chắc anh tự hiểu. Hôm nay Thu Vũ Hào tôi chỉ nói đến đây thôi. Đi hay ở tự anh quyết định đi, tôi không xen vào nữa. Nhưng nếu anh muốn ở lại thì bắt buộc phải nghe theo lời tôi. Đại đương gia, Ngọc Châu và hai đứa trẻ phải làm phiền cô rồi. Yên tâm đi, hai người họ chính là chị em ruột của tôi. Sao lại như vậy được? Tôi thích như vậy, việc nào ra việc đó. Tôi thấy anh thật sự đã đuổi con lừa đó đi rồi sao? Tôi cũng như vậy, việc nào ra việc đó. Người không tuân theo quy tắc giữ lại cũng chẳng để làm gì. Nói cũng phải. Đi thôi. Đi coi những thứ tôi chuẩn bị cho anh. Lão bác, mở ra đi.
Anh Tam. Anh Tam. Lão Tam. Vậy lý gì? Lời nói của Nhất Trần Phong tôi nhất ngôn cửu đỉnh. Cảm ơn cô rất nhiều. Thu Vũ Hào, sau này gặp lại tình cảm vẫn nguyên vẹn. Nhị đương gia, Tam đương gia, hẹn sau này gặp lại. Nếu đại đương gia đã hào phóng như vậy, tôi cũng không khách sáo nữa. Các anh em còn ngây ra làm gì? Cáo từ. Đại Hải, làm sao đi? Cái gì làm sao đi? Chỉ có hai tên Hán Giang, chúng ta nhiều người như vậy, cùng lên trực tiếp xử lý đi. Trong tay bọn chúng có súng, chưa để cậu lên đỡ chúng nổ súng thú quỷ nhật tới phải làm sao? Dạ nói đi phải làm sao? Tiết học trước tôi đã giảng những gì? Làm gì làm sao nhớ được? Nhìn cậu đã biết không tập trung nghe giảng rồi. Anh đang làm gì vậy? Mau cởi ra đi. Cởi ra cái gì? Ngụy trang. Trời lạnh như vậy, rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Chẳng phải đang thu lương hay sao? Thu lương cái gì? Chỗ nào đang thu lương? Nhìn cho rõ vào đi, không biết chữ sao? Đâu đây? Ủa không phải chứ? Ở đây có hai vị quân gia. À quân gia phải đó. Nè làm gì đó? Tôi muốn hỏi đây có phải là nơi thu lương không? Làm gì có thu lương cái gì? Đây là nhà kho. Ngài nhìn bên trên viết là kho lương đó thôi. Đại Hải, mau lên. Mau lên, nhanh đi. Mau lên, mau đi. Đại Hải, nhanh đi. Cái này khó coi chết đi được. Đội nón lên. Đội nón làm gì khó coi chết đi được. Bây giờ cậu là ngụy quân mà. Súng đâu? Thoải mái không? Không thoải mái. Anh thoải mái sao? Anh nhìn gì vậy? Đại Hải, vào trong xem sao. Xem gì? Vào trong. Làm trò gì vậy? Chuyển sạch rồi. Lưu Tam, chạy gì mà chạy nè. Đừng chạy. Tốt. Đại Hải, hành động lần này cậu phụ trách. Được. Anh không lừa tôi đấy chứ? Sao vậy? Không đồng ý à? Theo tôi.
xông lên. Đại Hải, vội vàng làm gì? Quan sát thêm chút nữa đi. Còn quan sát cái gì? Chúng ta cùng nhau xông vào, tiêu diệt hết bọn chúng đi. Các cậu nghe Lưu Tam giảng bài kiểu gì vậy? Không chịu lắng nghe. Chúng ta không thể đánh nhau. Chúng ta có súng, người bên trong cũng có. Vậy phải làm sao? Rốt cuộc chúng ta cướp súng hay không? Cướp chứ. Nhìn thấy đường dây điện hay không? Lát nữa cắt đứt điện trước. Đợi trong phòng tối om, chúng ta xông vào. Được đó, Đại Hải. Còn một đường dây nữa, có vẻ là dây điện thoại. Trong phòng này khả năng sẽ có điện thoại. Nếu như chúng ta cứ vậy mà xông vào, bọn chúng gọi điện thoại cứu viện, chúng ta sẽ bị bao vây bên trong đó. Cắt đường dây điện thoại trước. Xong rồi. Cấm nhúc nhích, đứng yên đi. Thu súng không giết, thu súng không giết. Kẻ nào ra ngoài, giết chết kẻ đó. Đội trưởng Thu, đội trưởng Thu, làm rất tốt, rút mau. Được rồi, đi. Lưu Tam, đây là thứ gì? Có ít không? Có ít hay không vậy? Quá giỏi. Vậy tôi dạy cậu. Đi. Nhưng mà có ít hay là không? Có 4 cảnh sát bị thương. Đội du kích cướp đi 8 khẩu súng trường, 2 khẩu súng ngắn và rất nhiều đạn. Còn cả một bộ điện đài. Đám vô dụng. Chúng ta bớt giận. Hành động của Thu Vũ Hào giống như những gì mà ngài suy đoán trước đó. Tôi tin rằng bọn chúng chắc chắn sẽ còn ra tay. Vừa hay chúng ta có thể thiết lập mai phục, một lần tóm gọn được bọn chúng. Lương thực có, súng cũng có. Bước tiếp theo, hắn sẽ lấy thứ gì? Thuộc hạ không dám nói bừa. Tôi dám chắc chắn, mục tiêu tiếp theo của Thu Vũ Hào chính là thôn Đại Dương. Bởi vì ở đó là nơi cung cấp ngựa chiến cho quân ta. Địa điểm chúng ta gài mai phục chính là ở đây. Thu Vũ Hào chắc chắn sẽ hành động vào ban đêm. Một nhóm người vào trong chuồng ngựa, một nhóm người tiếp ứng ở đầu thôn. Bọn chúng chỉ có thể vào chuồng ngựa từ cổng phía tây của thôn. Vậy chúng ta thiết lập mai phục ở trong chuồng ngựa. Không, chuồng ngựa quá rộng lớn, không tiện mai phục. Rút bớt lính gác chuồng ngựa để bọn chúng lẻn vào dễ dàng, lơ là cảnh giác. Còn địa điểm mai phục thật sự của chúng ta ở chỗ ngã rẽ, ở lối ra của chuồng ngựa. Mai phục ở hai bên con đường, ở giữa đặt một khẩu súng mấy hạng nặng. Đợi sau khi bọn chúng trộm ngựa thành công, chúng ta sẽ đón đầu tấn công. Đợi tới khi đội du kích khác tới tiếp ứng, chúng ta sẽ dịch chuyển họng súng, một lần tiêu diệt sạch. Rõ. Đừng kêu. Không hay, Đại Hải gặp chuyện rồi. Đi theo tôi.
toàn thể bao vây. Chúng ta bị mai phục rồi, bọn Nhật đã bao vây đám người Đại Hải. Chúng ta đã lạc hướng bọn quỷ này, để Đại Hải rút lui. Các anh em bắn đi, súng hàng nặng, bắn về cánh phải. Có chuyện gì vậy? Đại ca, chúng ta bị bao vây rồi. Trụ tử đâu? Ở phía trước đang bị thương nặng. Anh Đại Hải, trụ tử. Bọn quỷ vật chết đi. Bọn quỷ vật. Súng máy của quỷ Nhật quá lợi hại. Các anh em, nghĩ cách áp chế quả lực của đống súng máy này cho tôi. Đánh. Phim được dịch thuyết minh và lồng tiếng tại Trung TV. Anh Đại Hải, mau lên ngựa đi. Trụ tử. Lên ngựa. Lựu đạn đâu? Ném đi. Yểm trợ, bắn liên tục cho tôi. Rút. Báo cáo trưởng quan, tôi đã kiểm tra xong hiện trường. Quân ta 8 người bị thương vong, 6 người bị thương nặng, 6 người bị thương nhẹ. Đồ du kích thì sao? Chỉ bắn chết có 5 người. Dạ. Hành động lần này là do ngài trung tá đích thân sắp xếp. Hơn nữa chúng ta mai phục từ trước đó, còn có vũ khí hạng nặng. Đồ du kích lẽ ra phải bị chúng ta tiêu diệt sạch mới phải chứ. Dạ, thuộc hạ sẽ đi kiểm tra thêm một lần nữa. Sao rồi? Không sao. Nghỉ ngơi cho tốt. Vết thương của cậu sao rồi? Tôi chỉ hận không thể giết thêm vài tên quỷ Nhật báo thù cho trụ tử. Khánh Điền, nghe tôi nói, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đã. Sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội. Báo cáo trưởng quan, tôi đã thống kê lại rồi. Chúng ta tổng cộng tiêu diệt 13 tên du kích.
Rất tốt. Chỉ là không tìm thấy thi thể chúng ở đâu. Chúng ta Nakai căn dặn chúng ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chúng ta ăn nói sao đi chứ? Đưa hết đám thanh niên trai tráng này đi. Đi, mau lên. Nè. Đi mau. Nhanh đi. Mau lên. Đi mau. Đội du kích cách tiết chúng ta mới chỉ thành lập được một tháng, nhưng mà đã chiếm được mỏ quặng Tây Sơn, kho lương ở thôn Tiểu Mãn và cả đồn cảnh sát Bắc Quan. Thật sự, đối với những người mới gia nhập đội du kích như các cậu đã là một thắng lợi rất lớn. Nhưng mà các cậu đừng quên, những tên lúc trước chúng ta gặp chỉ là vài tên ngụy quân, lính Nhật tiểu tốt và vài tên cảnh sát Nhật. Sức chiến đấu của chúng rất có hạn. Nhưng mà buổi tối hôm qua chúng ta ở thôn Đại Dương gặp phải lại là quân chính quy của Nhật Bản. Mọi người mới thực sự được lĩnh giáo sự lợi hại của chúng. Không sai. Với vũ khí trang bị hiện tại của chúng ta và cả rèn luyện cá nhân là không thể đối kháng trực diện với chúng. Quỷ Nhật chỉ dựa vào một khẩu súng đã có thể đánh chúng ta không kịp trở tay rồi. Nếu như mình được nhiều hơn một chút nữa, chắc chắn chúng ta không còn đường sống. Các anh em, nếu chúng ta đã không thể đấu trực diện với quỷ Nhật, chúng ta có thể dùng cách khác. Chúng ta có thể đánh lén chúng từ phía sau, kìm hãm chúng từ hai bên. Một khi quỷ Nhật lơ là, chính là thời cơ tốt để chúng ta tiêu diệt chúng. Đây cũng chính là cách chúng ta tiêu diệt quỷ Nhật. Đương nhiên, thất bại tối hôm qua cũng dạy chúng ta biết đánh quỷ Nhật không phải là trò con nít. Đừng lúc nào cũng chỉ biết liều mạng để đánh. Phải tùy cơ ứng biến mới giữ được mạng sống. Người anh em phải luôn ghi nhớ, chúng ta là đội du kích, phải biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Trại tuyết qua. Đâm. Giết. Thu. Đâm. Giết. Thu. Ngẩng cao đầu. Đâm. Giết. Thu. Đâm. Giết. Thu. Dừng 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 dừng. Sáng sớm không cho người ta ngủ sao? Làm gì vậy? Lão nhị, anh đang làm trò gì vậy? Anh không thấy tôi đang luyện binh sao? Luyện binh? Nghe đây lão nhị, chúng ta là thổ phỉ không phải là lính. Anh tập như vậy có ích gì đâu. Anh không hiểu đâu. Đây là cách luyện binh tôi học được từ đội du kích. Nó có thể nâng cao kỷ luật và sức chiến đấu của anh em. Nếu sau này thật sự gặp phải quân Nhật, đến lúc đó anh sẽ biết lợi hại ra sao. Lão nhị à, tôi không nghe nhầm đó chứ? Phương pháp của Thu Vũ Hào ở đây không hiệu quả đâu. Đây là trại tuyết qua. Sao anh cứ cứng đầu hoài vậy? Hiện tại tình hình ra sao? Người Nhật đang nhắm tới chúng ta. Anh nghĩ những phương pháp cũ còn hiệu quả không? Lão nhị, có phải là anh muốn gia nhập đội du kích không? Tôi nói cho anh biết, nếu anh muốn gia nhập đội du kích tôi không quan tâm. Nhưng có một điều, anh phải hỏi xem các anh em có đồng ý hay không. Tôi nói cho nghe nè lão Tam, có phải là anh uống nhầm thuốc rồi không? Anh không uống nhầm thuốc hả? Tôi chỉ đang luyện binh. Sáng sớm màu mạo gì vậy? Đại đương gia, lão nhị muốn gia nhập đội du kích. Đại đương gia, đừng nghe anh ta nói bậy. Tôi đang dùng phương pháp của Thu Vũ Hào để luyện binh cho các anh em, nâng cao sức chiến đấu của chúng ta. Vậy tôi hỏi anh, anh có muốn gia nhập đội du kích không? Tôi luyện binh chỉ là luyện binh, có liên quan gì tới việc gia nhập hay không chứ? Đừng lạc đề, anh có muốn hay không? Sao anh lại làm càng như vậy hả? Anh mới là người làm càng đó. Sao tôi nói anh không chịu hiểu vậy? Các vị bình tĩnh, nói lời công bằng. Chuyện này với Thu Vũ Hào không có liên quan gì. Tôi dạy lão nhị binh pháp này thật sự có thể nâng cao khả năng chiến đấu của sơn trại. Cho dù có gặp phải quân Nhật chính quy cũng chống đỡ được một thời gian. Thu Vũ Hào, câm miệng lại đi. Tôi nói cho cậu biết, ông đây đánh chết được mấy chục tên Nhật trước khi cậu đến sơn trại rồi, còn cần cậu dạy sao? Lão Tam, đại đương gia, chuyện này không liên quan tới cô, đừng can thiệp vào. Thu Vũ Hào, cậu không phải là có bản lĩnh sao? Dám so tài với tôi hay không? So tài cái gì? Đao súng, tùy anh chọn. Được rồi, đi thôi. Thuê
Thu Vũ Hào, cờ đã chuẩn bị xong rồi, nói đi, thi thế nào? Cô chỉ định vị trí cắm cờ. Quân của chúng ta chỉ thành hai đường, ai giành được cờ trước thì thắng. Điều kiện là không được mang theo vũ khí. Cách thức này tuy tốt, nhưng trại tuyết qua là địa bàn của chúng tôi. Nếu thi như vậy thì các anh bị thiệt quá rồi. Chưa chắc đâu. Thu Vũ Hào, không phải là còn muốn tự mình đấu với tôi sao? Đấu với anh tôi thôi là đủ rồi. Lát nữa đợi khóc đi. Lão Tam, đánh tương đối là được rồi, đừng ra tay nặng quá. Yên tâm đi đại đương gia, tôi biết chừng mực mà. Thu Vũ Hào, lát nữa tôi sẽ tặng cho cậu một chai thuốc chữa thương, để cậu chăm sóc cho em vợ của mình. Vậy tôi thay đại hải cảm ơn anh. Đại đương gia. Lão bác, cắm cờ đi. Được, được, được. Tiểu Bạch Long, đi. Tiểu Bạch Long, nào, lên đi, cột cao vào. Nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Tam đương gia, cờ ở phía bên kia. Biết rồi. Anh em, nghe tôi nói, ở đây là địa bàn của chúng ta. Với khả năng của chúng ta, đánh bại mấy người nhân ta là dư sức rồi. Nếu như để bọn họ thắng, chúng ta sẽ rất là mất mặt đó. Đúng rồi. Lên. Rõ. Anh Đại Hải đã cắm cờ trên núi Tây rồi. Đi mau. Đi. Anh Đại Hải, bọn họ tới rồi. Cậu với Đông Sơn đi về phía đông. Được. Ba người các cậu đi về phía tây. Ba người các cậu phụ trách mộc hậu cho tôi. Hành động. Được. Mau. Mau lên. Sao lại thiếu hai người vậy? Khốn kiếp. Đi thôi. Mau. Được, chết đi được. Tiêu diệt bọn họ. Hai người các cậu đi với tôi. Rõ. Anh bác, đi. Cờ. 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 Mau. Mau. Xuống cho tôi.
Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Kim TV. Dừng tay! Lão bác, đừng nóng mà. Đừng nóng. Nhìn xem nhiều người như vậy. Chỉ mình anh cầm dao. Không đấu lại thì cầm dao. Ai kêu? Tôi muốn giết anh ta. Lão Tam à, giết anh ta. Lão Tam, buông ra. Sao rồi? Đại đương gia, cô thấy rồi đó. Uông Đại Hải gian gian. Ai? Lão Tam, sao anh không giữ quy tắc vậy? Ai không giữ quy tắc? Là bọn họ tấn công trước. Uông Đại Hải, có bản lĩnh chúng ta đấu tay đôi đi. Lén lút như vậy còn là anh hùng háo hán gì không? Lão Tam à, Tam ca. Đây gọi là binh bất yểm trá. Là cho bản thân anh quá vội vàng. Anh nói xàm, rõ ràng là bọn họ. Tam ca. Được rồi. Nghe tôi nói một câu đi. Quy tắc lúc nãy là người nào giành cờ trước sẽ thắng. Giờ cờ vẫn còn treo ở đó. Chúng ta coi như hòa đi. Hòa sao? Tại sao lại hòa chứ? Tam ca, đừng. Tuy chúng tôi không giành được cờ, nhưng chúng tôi không tuân theo quy tắc. Cứ tính chúng tôi thua đi. Thua? Không, tại sao chúng ta lại? Được rồi, lão Tam à, được rồi. Đại Hải, mấy ngày không gặp, đã học được cách chỉ huy quân rồi sao? Nói xem, lúc nãy cậu sắp xếp như thế nào? Có sắp xếp cái gì đâu. Trên núi của các anh, nếu đối đầu trực diện thì chúng tôi không chiếm được ưu thế. Tôi thấy canh quá nóng vội. Coi hắn nói gì kìa, thật sự rất nóng vội. Anh ta vội giành cờ, nên tôi chỉ sắp xếp người để liên tục quấy rối câu giờ. Chỉ có vậy thôi. Rất là đúng. Nếu không phải Tam đương gia quá nóng vội, chúng tôi thật sự không thắng nổi. Ai nóng vội chứ? Lão Tam à, các người chơi xấu. Lão Tam, Tam ca, được rồi. Cường nhi tị chi, nụ nhi náo chi. Bình thường anh xem nhiều binh pháp thì sẽ hiểu hết mọi thứ. Anh, lão gì? Anh đang nói gì đó? Đúng vậy, nhị ca à. Ý là gì vậy? Cậu tránh ra đi. Binh pháp tuy tuyệt diệu, nhưng mà cũng phải thực hiện được. Những gì nhị đương gia nói lúc nãy chính là phương châm chiến lược của đội du kích chúng tôi. Chúng tôi đánh quân Nhật chính là dùng cách này. Rất có lý. Cái gì? Xem ra trại Tuyết Hoa, chúng ta cần học thêm chiến lược tác chiến mới và kinh nghiệm luyện binh rồi. Vậy ý của đại đương gia là đồng ý cho chúng ta luyện binh sao? Thu Vũ Hào, không biết anh có thời gian không làm huấn luyện viên cho sơn trại chúng tôi, dạy cho các anh em chúng tôi. Đại đương gia đã mở lời, tôi đương nhiên không có vấn đề gì. Có điều gần đây công việc ở căn cứ địa của chúng tôi rất nhiều, tôi sợ không có thời gian. Hay là anh dạy đi, để Đại Hải làm. Cậu ấy đã dạy rất nhiều lính du kích ở căn cứ địa của chúng tôi, năng lực không thua gì tôi. Để tôi làm sao? Không được, anh ta. Nè, Tam ca bình tĩnh đi, được không? Được. Tam ca, đi. Tam đương gia, anh thấy những gì Uông Đại Hải dạy chúng ta có ích không? Nhìn Uông Đại Hải giống gấu, vậy cách đào thang còn hợp lý hơn. Nhưng mà đại đương gia và nhị đương gia đều rất quan tâm. Dạo gần đây các anh em cũng đang bàn tán. Họ đều bị Thu Vũ Hào mê hoặc hết rồi. Hiện giờ trại Tuyết Hoa gần như đã trở thành căn cứ địa của quân du kích rồi. Cậu nói xem, nếu lão trại chủ còn sống thì có như vậy không? Tam đương gia, anh nhìn xem, dưới đó có ba người. Ba người này lén la lén lút, chắc lại là bọn quỷ Nhật giả dạng rồi.
Chắc chúng lại đến để khảo sát địa hình. Tam Liên Gia, hay là chúng ta bắt chúng về sơn trại đi. Không vội. Không phải là Thu Vũ Hào nói bọn vật rất lợi hại sao? Xem tôi xử lý chúng như thế nào. Đi. Đi. Đứng lại. Các cậu đuổi theo bên kia. Đuổi bên kia nữa. Những người khác theo tôi. Đứng lại. Đứng lại. Bên đó, đuổi theo đi. Đứng lại. Đứng lại. Nhanh. Tam Liên Gia. Tam Liên Gia. Sao vậy? Hai người bọn họ đều rơi vào bẫy chết rồi. Nhưng không tìm được gì trên người họ. Biết rồi. Các anh em, nhanh chóng sửa bẫy lại cho tôi. Tôi dám chắc trong khu rừng này vẫn còn có người Nhật. Tôi sẽ bắt hết bọn chúng, tiêu diệt từng tên một. Đi. Đi theo bọn chúng, chắc chắn có thể tìm được vị trí trại tuyết qua. Mọi người cẩn thận. Trong rừng có nhiều bẫy. Đi thôi, được. Nè, xương to đây. Chị ơi, món chị làm vẫn ngon nhất. Nếu ngon thì ăn nhiều vào. Đại Hải, nghe nói vào gần đây em dạy cho các anh em trong trại những phương pháp huấn luyện quân du kích rất là chi tiết, đều học từ Lưu Tam Di. Còn gọi là Lưu Tam Di, không biết lớn nhỏ gì hết. Chị à, chị không biết đâu. Những tên thổ phỉ này ngốc chết đi được, như những khúc gỗ vậy. Em mệt muốn xỉu. May mà ngày mai bọn em được trở về rồi. Trước đây anh rể của em cũng nói em như vậy đó. Cái gì? Đâu có gì, em mau ăn đi. Ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai em nhớ mang miếng thịt heo muối này cho anh rể của em. Được rồi. Đúng rồi, chị à, có một cô gái đến căn cứ địa cũng trông khá là xinh đẹp. Suốt ngày nói chuyện với Lưu Tam Nhi không ngừng. Ông Khưu nói cô ta là bạn học của Lưu Tam Nhi. Tên là Triệu Phương Mai phải không? Chị à, phim được dịch chị biết hả? Lồng tiếng tại phim TV. Em chỉ nhắc nhở chị, cô gái đó mày qua mắt lại với Lưu Tam Nhi, em cảm thấy không giống người đứng đắn. Nói không chừng là Lưu Tam Nhi mấy năm nay phiêu bạc bên ngoài là để em đừng ăn nói bậy bạ, miệng không sạch sẽ chút nào hết. Triệu Phương Mai đó là bạn học của anh rể em. Chị à, chị cứ bảo vệ cho anh ta hoài đi. Đại Hải, anh rể em mấy năm qua sống một mình bên ngoài không dễ dàng gì. Em đừng nói xấu anh ấy như vậy mà, hả? Triệu Phương Mai đó là bạn học đại học của anh ấy. Trước đây từng tới nhà của chúng ta. Nhưng mà đã là chuyện của quá khứ rồi. Chị à,
Chị ngốc quá đi. Nếu một ngày nào đó Lưu Tâm Nhi chạy theo cô gái đó thì em, chuyện của chị em đừng quan tâm, cứ lo chuyện của mình là được rồi. Em có chuyện gì đâu chứ. Chị nghe Tiểu Vũ nói mấy ngày nay Nhất Trần Phong luôn tới nghe em dạy huấn luyện đó. Vậy sao? Em đâu có biết. Em mấy ngày nay em bận quá. Em đâu có thời gian nhìn cô ấy đâu. Còn xấu hổ nữa chứ. Các anh em, mở cổng trại cho tôi. Tôi về rồi. Vậy là xong rồi. Về nhà thôi. Đây chính là cổng sơn trại của họ. Rút lui. Qua nửa tháng điều tra, chúng tôi đã vẽ bản đồ khu rừng quanh trại Tuyết Hoa, xác định vị trí núi Tuyết Hoa và mấy con đường chính lên núi. Dựa vào quan sát, tôi ước tính trại Tuyết Hoa có khoảng hơn 100 tên thổ phỉ. Bản đồ của cậu vẽ rất là chi tiết. Yamada, cậu đã vất vả rồi. Có thể dốc sức vì đế quốc là vinh hạnh của tôi. Trung tá Nakai, dựa trên hiểu biết của tôi về trại Tuyết Hoa, tôi đề nghị phong tỏa mấy lối ra chính, sau đó từ từ thu hẹp vòng dây. Như vậy, bọn chúng có cánh cũng khó thoát. Cậu phân tích rất hợp lý. Inokuchi, có. Quân đội đã tập hợp đầy đủ chưa? Đã đầy đủ rồi, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Lệnh cho đội quân tiến về cách tiết, tiêu diệt trại Tuyết Hoa. Rõ. Hả? Bọn Nhật đang tiến về phía núi Tuyết Hoa sao? Đúng vậy. Trước đó trại Tuyết Hoa đã bắt ba gián điệp Nhật. Chúng đang khảo sát địa hình trong khu rừng. Tôi đang lo Nagakochi sẽ ra tay dưới núi Tuyết Hoa. Bọn Nhật chưa bao giờ đến núi Tuyết Hoa. Lần này bọn chúng bỏ ra nhiều công sức đến khảo sát núi Tuyết Hoa. Chúng muốn gì đây? Vậy chắc chắn là nhắm vào anh. Anh như một cái gai đâm vào Nakaikochi, không loại bỏ được cái gai như anh, hắn có thể yên tâm được sao? Thật ra tôi nghĩ chúng ta không cần phải quá lo. Núi của chúng ta lớn như vậy, rừng cây lại dày đặc. Tôi ước tính bọn Nhật sẽ không thể đánh bại chúng ta ngay được. Tuyệt đối không được lơ là. Dù trại Tuyết Hoa có gia nhập đội ngũ chúng ta hay không, chúng ta cũng không thể để họ rơi vào tay của Nakaikochi. Phải chuẩn bị phòng vệ. Được rồi, mau ăn đi. Ăn xong thì nhờ lão Khưu nhanh chóng tiễn Triệu Phương Mai tới Cẩm Châu. Được rồi, yên tâm đi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Không xong rồi, quân Nhật đang đi về phía đỉnh núi. Đúng như Vũ Hào nói. Lão Khưu à, ông mau đi vòng qua đường núi, đến trước quân Nhật để thông báo cho Vũ Hào đi. Được rồi, cô cẩn thận đó. Được rồi, cẩn thận nha. Không xong rồi, Tư lệnh Thu. Nhanh đi, Tư lệnh Thu. Sao vậy, Lão Khưu? Tư lệnh Thu, tôi phát hiện một đại đội quân Nhật ở ngoại ô cách tiết, bọn chúng đang vào núi. Xem ra quân Nhật sắp tấn công rồi. Tôi đã đi vòng qua sau núi. Đường lên núi Tuyết Hoa đã bị quân Nhật phong tỏa rồi. Quân Nhật đang nhắm về trại Tuyết Hoa. Đúng vậy, bên căn cứ địa tạm thời chưa phát hiện quân Nhật. Lão Khưu, ở lại để canh gác. Đại Hải, các anh em đến trại Tuyết Hoa chuẩn bị tiếp ứng. Rõ. Hay, hay quá. Hay. Lão bác, uống rượu đi. Uống rượu, nào, uống đi. Cạn. Nhận thua thì phải chấp nhận. Tốt. Hay, hay lắm. Này đương gia, này đương gia, tôi vừa mới nhận được tin bọn Nhật đang bao vây quanh khu rừng. Nếu bây giờ mọi người rút lui vẫn còn kịp. Sợ cái gì? Rừng lớn như vậy, bọn họ chắc chắn không dây nổi. Phải đó, chỉ riêng chuyện bị lạc trong rừng cũng đủ cho tụi nó hưởng rồi. Có phải vậy không anh em? Phải đó, đúng rồi. Nakaikochi
vẫn luôn thăm dò khu rừng này. Lần này nhất định là hắn đem theo vũ khí hàng nặng tới đây. Tôi nói cho mọi người biết, với thực lực bây giờ của tất cả mọi người, không thể nào chính diện đối đầu với tụi Nhật đâu, hiểu chưa? Mắc cười quá đi. Ở trong rừng anh đây đã giết bao nhiêu lính trinh sát của tụi Nhật rồi. Tuyết qua trại này dựa vào lợi thế địa hình rừng núi, có bẫy ngầm nữa, đảm bảo không ai thoát được. Lão Tam, anh bớt nói nhảm đi, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thu Vũ Hào, anh cứ thích đối đầu với tôi hay sao vậy? Đại đức gia, không hay rồi. Thám tử về báo một đám quỷ Nhật đã vào rừng. Có bao nhiêu người? Khoảng cỡ một trung đội. Khủng khiếp, tới rất đúng lúc. Anh đây cũng đang rất muốn gặp tụi nó. Các anh em cầm súng lên, theo tôi vào trong rừng đánh đuổi tụi Nhật, không ai được đi hết. Các người mà đi thì chính là nộp mạng. Đại đương gia, tôi vừa đi sau núi lên thì không có tụi Nhật, nếu bây giờ chúng ta rời đi vẫn còn kịp. Binh tới tướng cản, nước lên đất ngăn, chúng ta sợ bọn chúng hay sao? Các anh em chuẩn bị sẵn sàng cho tôi. Đánh tụi Nhật. Được, đánh tụi Nhật. Lão Tam, anh mau tránh ra đi. Đi, đi. Sao anh không khuyên họ hả? Thu Vũ Hào, tâm ý của anh chúng tôi xin nhận, suy nghĩ của anh tôi cũng hiểu. Nhưng tôi là nhị đương gia, nếu đổi lại là anh làm sao? Cho nên tôi cần phải cùng sinh cùng tử với các anh em. Ngọc Châu, dẫn theo tụi nhỏ đi liền. Tụi Nhật tới rồi sao? Tiểu Vũ, đi thôi. Anh Tử, anh Tử, anh Tử, mau đi thôi. Anh Tử à, mau đi thôi. Đi. Một lát nữa chúng ta sẽ phát động tấn công từ đây. Trung tá, các anh em nhanh lên đi. Đem mạng tới nộp rồi. Inokuchi, có. Còn nhớ lúc ở Đại Liên, Thu Vũ Hào mà chúng ta xem pháo hoa không? Vẫn nhớ. Hôm nay chúng ta cũng để cho bọn họ xem. Dạ. Pháo cối chuẩn bị đi. Các anh em nghe đây, lát nữa tụi Nhật tới, dụ tụi nó về hướng Tây. Ở đó có bẫy chúng ta đặt sẵn rồi. Dụ tụi nó vào bẫy rồi đóng chặt cửa lại hết. Nằm xuống đi. Một đám người vô dụng, không chịu nổi một đòn. Inokuchi, có lệnh cho đội tiên phong phát động tấn công. Tấn công! Lão Tam, có sao không? Không sao. Khốn kiếp! Các anh em mau ngồi dậy đi. Tụi Nhật sắp tới rồi. Chưa chết thì ngồi dậy, chuẩn bị chiến đấu. Để tụi nó tới gần thì bắn. Chuẩn bị bắn.
Lên! Lão Tam, súng của tụi Nhật mạnh quá, mau rút đi. Không được, anh đây liều với tụi nó. Còn liều nữa, chúng ta sẽ bị chôn vùi ở đây. Rút. Khốn kiếp. Các đêm, rút. Phim được dịch Huyết Minh và Lồng Tiếng tại Kim TV. Đại đương gia, không thể đánh, nhưng chỉ là nộp mạng thôi. Lão gì lão Tam đang ở trong rừng, làm sao thấy chết không cứu chứ? Đại đương gia à? Lưu Tam Nhi, tụi Nhật phong tỏa đường đi rồi, chậm nữa là không đi được đâu. Tụi Nhật muốn bao vây. Đại đương gia, đại đương gia, lão gì lão Tam, đại đương gia, hai người không sao chứ? Không sao. Những người khác đâu? Còn có mười mấy người thôi. Súng kẻ địch quá mạnh. Mau lên, mau lên. Đại đương gia, chúng ta không giữ được đâu, phải rút lui thôi. Giữ gìn lực lượng. Làm sao rút, đường bị phong tỏa rồi. Cứ nghe theo tôi. Đại Hải, dẫn theo đội du kích đi theo đường núi phía bắc, quấy rầy tụi Nhật, còn chờ gì nữa, đi mau. Đi theo tôi. Nhị đương gia, Tam đương gia, mỗi người dẫn một nhóm đi theo đường núi hướng tây và hướng nam, quấy rối tụi Nhật, có cơ hội lập tức rút lui. Đi mau. Được, được. Các anh em đi thôi, mau lên theo tôi. Chị à, tụi Nhật tới rồi. Đám súc sinh này, liều mạng với nó. Coi bộ đội tiên phong đã tiếp cận sơn trại. Truyền lệnh, ngoại trừ quân canh giữ đường ra, còn lại toàn bộ theo ta tấn công sơn trại. Rõ. Inokuchi, có. Dẫn theo một đội quân cản đường lui của bọn chúng, đề phòng chúng bỏ chạy. Rõ. Một tiểu đội theo tôi. Lệnh cho pháo binh tiếp tục tấn công. Rõ. Khai pháo. Mau. Đi mau. Đi. Đi nào, anh Tử. Không sao. Tiểu Vũ, đừng khóc mà. Đừng sợ mà, Tiểu Vũ. Đừng sợ. Không sao. Không sao. Bắn. Có địch. Rút. Mau đuổi theo. Có quân địch. Bắn. Rút. Đuổi theo. Thay đạn. Bắn. Phim được dịch Huyết Minh và Lồng Tiếng tại Kim TV. Thank you.
Núp đi. Bắn. Báo cáo trung tá, các đường xuống núi đều bị tập kích. Bọn chúng đang đánh lạc hướng. Lên cho các đội giữ vững, canh phòng nghiêm ngặt, không được tùy ý rời khỏi vị trí. Rõ. Bắn hết mình cho tôi. Các anh em, rút. Không được đuổi theo. Dừng. Khốn kiếp thật, không đuổi theo. Các anh em, quay lại đi. Dừng bắn đi. Anh Tử, anh Tử, đại đương gia, Lưu Tam Nhi, tụi Nhật có mất lừa, tử thủ lối ra, chúng ta không đi được. Hai lối ra bên kia cũng như vậy. Phim được dịch Huyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Anh Tử, anh Tử, anh Tử, anh Tử, quay lại, anh Tử, quay lại mau. Anh Tử, quay lại đi. Anh Tử, có
đôi chân. Rút. Anh Tử. Liêu Tam Nhi, anh dẫn họ đi trước, tôi chống đỡ. Anh là cái gì? Có chống cũng không tới lượt anh. Đại đương gia, cô có sao không? Nhẹ thôi, không sao. Khủng khiếp thật, hôm nay tôi có chết cũng phải liều. Đại đương gia, đại đương gia, đại đương gia. Cho dù bình thường tôi hay coi thường Thu Vũ Hào, nhưng mà anh ta nói rất là phải. Chúng ta không thể để cho tụi Nhật diệt mình như vậy. Phải giữ gìn lực lượng, sau đó mới giải quyết tụi nó. Mọi người đi, tôi sẽ yểm trợ. Không được, tôi đi thì cùng đi, không để lại bất cứ ai hết. Đại đương gia, Lão Tam, đừng nói nữa. Lão nhị, tính tình của tôi anh cũng biết mà. Sống là người của Sơn Trại, chết là ma của Sơn Trại. Tôi sẽ không rời khỏi đây. Tam ca, đừng nói nữa. Thu Vũ Hào, Uông Đại Hải, đời này tôi chưa từng cầu xin ai, nhưng lần này tôi cầu xin các người, bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ cho đại lương gia. Tôi ở đây cảm ơn hai người. Đi mau, đi mau, đi. Đi Lão Tam, đi Lão Tam, đi mau Lão Tam, đi thôi. Các anh em, đi theo tôi. Bắn. Bắn hết sức cho tôi. Đồ khốn kiếp, mau tới đây. Chết đi. Đám người Nhật khốn kiếp, mau. Đại đương gia, đi bên kia, tôi yểm trợ mọi người. Nhị ca, đi mau, nhanh đi. Tiểu Vũ, đi thôi. Đi mau. Lão nhị, nhị ca, đi mau. Lão nhị, đi mau. Đi thôi. Đi mau đi, nhị ca.
Đi đi. Đi. Nhị ca, đi mau. Đi.